Chào mừng mấy anh em đã đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với cái chuỗi cày răng. Hiện tại mình đang là vàng 1 và mình đang cố gắng update tí, tại vì mỗi ngày mình đánh chỉ khoảng có 2 đến 3 trận thôi, thì được cái gì hay cái đó. Rồi thì hiện tại mình đang còn có khá nhiều meta mình chưa làm, như là Demacia, Fiora, những con tướng mới á, thì mình đang chơi có mấy vài con à, thì mình cố gắng mình sẽ trải nghiệm hết những cái bài meta của những con tướng mới nha mọi người. Có gì mình sẽ update lên. Rồi thì khởi đầu game của mình đang có là hai bi waiter với một bánh tỉa. Thì cái lỗi đầu tiên mình chọn thì nó lỗi bạc, cho nên mình thấy cái random đồ Barora này nó lợi nhất nên mình chọn nó luôn. Ê chà, có cây le nè, cây le đồ tế Demacia. Thì cái phong bài này cũng hay á, thì để xem như thế nào tí nữa nó cho gì mình chơi nó ha. Hệ mà Beewaiter cũng mạnh đó mọi người. Ồ, hôm qua mình cũng có chơi cái bài thách đấu No Search Crazy 9, đó là con Samira nè, nhưng mà hiện tại nó đen quá, nó hình như top 4 hay top 3 gì á, nên mình không đăng lên được. Thì cái mình cứ cố gắng update những cái đội hình mà đang hot on hot trên meta ha. Rồi nè, mở vô. Chắc Beewaiter thì chắc mình không chơi đâu. Mình có thể sẽ chơi, một là Demacia, hai là mình sẽ chơi thách đấu. Đó. Hoặc là nếu như mà cây le nó lên ngon ngon tí nữa thì mình chơi Demacia đồ tể cũng được. Tại vì hệ Demacia bây giờ nó có thêm con Win á, nó là hai đồ tể. Đó, thì mình có thể mình chơi 6 đồ tể 3 Demacia cũng đẹp. Trời ơi, ông này chơi gì à? Ito chứ, có con hiệu triệu nhân à, Melio. Trời ơi. Rồi chắc là mình thủ chú thứ 3 quá à. Được thì thua tí cũng được, để mà mấy cái rau đi chợ đầu á, mình có cơ hội mình nhặt những cái trang bị phù hợp hoặc là tướng. Đó thì ví dụ như bây giờ mình có hộp Barara rồi đổi rồi thì mình chỉ cần lấy tướng thôi. Xem có Win nè, nó thấy chưa, hộp đội hình luôn. Con nàng Win Phụng Hoàng bắt nó luôn nha. Rồi thì cảm ơn những anh em thời gian qua cũng đã xem những kênh của mình ha. Thì hiện tại phiên bản 9.5 vừa update thì mình cũng đang có rất là nhiều cái meta, những cái bài á, thì mình có thể theo dõi ở trên những kênh của mình ha. Ủng hộ mình một đăng ký kênh để mình cập nhật những video mới nhất thì mọi người có thể xem luôn ha. Rồi chắc chắn chốt phong bài luôn, đó là Demacia nha mọi người. Demacia thách đấu hoặc là Demacia đầu tế gì đó cũng được, mà khả năng cao sẽ là mình sẽ chơi Fiora, tại vì con Fiora này nó đang phê lắm. Chỉ cần nó là 2 sao thôi nhưng mà nó cân tem khá là tốt đó, cái inti của nó khá lợi hại, inti của nó được làm mới. Hôm nay chơi gì à, phù thủy hả? Nước đi liều lĩnh luôn, ghê thật. Và thì có khả năng là cái con cây le hoặc là con Win này lên đó, 3 sao sớm thì mình lắp đồ cho nó, mình cho nó luôn cũng được. Cố gắng thêm, tại vì mỗi con 2 đồ thôi là đủ rồi đúng không? Con hệ Demacia 5 con thì nó được 2 con được thêm trang bị ánh sáng. Đó vậy. Rồi ông này chơi Beethoven mà up lên level 5 rồi còn lắp đồ vô nữa thì thôi ông ơi, tôi cho ông nổ luôn nha. Rồi nè, không chửi à, hài lên cấp còn lắp đồ nữa thì thôi sao mà đánh được. Đó không, mình mới đang cái vừa rồi đó là con khủng long tự ác 80 stack á, mọi người có thể vô trong kênh của mình xem qua nha. Thì mình lối chơi của mình đánh cái game đó là mình đã thua rất là nhiều luôn á, thua mười mấy trận luôn á, mình lên tới 80 điểm luôn mình mới combat. Mình không dám lắp đồ nâng chép lên như ổng đâu, kiểu vậy đó. Ông này liều mạng quá, đánh
kiểu đó sao mà đánh được. Nuôi khủng long phải thua, thua càng nhiều thì cái trận của mình á, thua càng nhiều thì nó mới được nhiều điểm. Hiện tại bây giờ nó nép lại rồi nha, nó chỉ có 10 điểm thôi. Hồi ngày xưa là cứ nó cộng dồn lên, một trận có khi hai mấy điểm luôn á, kiểu vậy. Rồi mình có nhiều kiếm quá thì mình bỏ đồ trước cho Fiora nha. Fiora thì khả năng thì nó sẽ phải có một cái vuốt này với một cái huyết kiếm, đó là hai trang bị, giống như là hai trang bị phải có của nó vậy đó. Trang bị chuẩn á. Ôi, còn nãy giờ mình thấy mọi người thấy không, con Win này này nó mang cho cái súng đại bác á, nó kích liệu phê luôn á, được vàng quá trời. Game nào nó cũng được 3 vàng 4 vàng hết, giờ nó chỉ cần lên 2 sao thôi là nó cày vàng ác luôn á. Ồ, thua 2 chép rồi, ghê chơi thích khách luôn. Ô, lại là một lỗi bạc mọi người. Thực tế mình không lấy đâu, cổng lồ cũng không cần luôn. Túi đồ tiểu hả, một trang bị thành phẩm cũng không cần. Bùa đó hợp lý nè, hoặc là đồng lòng đấu tranh. Rồi thử đó, lấy bùa đó đi nha. Rồi có trang bị cho Fiora luôn rồi nha mọi người. Hiện tại mình đang ở ra 3.2 và có 50 tiền nè. Đó, có khả năng luôn nha, có khả năng nếu như có tín hiệu là mình sẽ roll con Kele lên 3 trước. Rồi, thấy chưa? Ấy chà, 6 con Kele rồi, giỡn à? 6 Kele rồi kìa. Rồi, con Win của mình lắp đó là thêm một cái vô cực của một cái đại bác của đồ ôm nữa, là nó hơi bị phê nè. Kèm luôn cho nó cái kiếm tử thần ánh sáng luôn. Tí nữa là nó kích liệu hơi sướng luôn á, tỷ lệ ra vàng của nó ra ngon. Ôi, gì đây sáng hả? Ôi, mất sáng rồi, thôi lấy cây sa đi. Vậy là cây sa mình bỏ cho mình kẹp đánh chung cây sa với con Fiora hai thách đấu đẹp mà, đúng không? Ok thì bây giờ đã lên level 6 thì cái con Kele của mình đã kích hoạt thêm một cấp bậc nữa, nó đang ở cấp thứ 2. Rồi bỏ thêm con Taurus vào, kích hoạt thêm 2 can trường nha, cho nó có độ châu chó xíu. Ôi, có thấy chưa? Thì mọi người chưa biết nha, cái con Win này nè, nếu như hàng sau của địch nó ở với càng nhiều á, nó bắn ra cái sát thương cao lắm nha. Đó, nó sẽ sát thương cái hàng sau cùng á, phê lắm. Tí nữa mà nó lên 3 sao đi cho mọi người xem. Khả năng cao là mình sẽ đợi lên level 7 và mình roll đó. Mình sẽ ở mức là 5 Demacia. Rồi là 2 thách đấu. Có thể kẹp thêm một con quân sư nữa cho 2 quân sư. Đó, thấy chưa? Vàng rơi. Phê. Rồi nha. Tiếng em Queen đó, để thử xem sau cái rau sói này nó cho mình thêm trang bị nhiều không nha. Hiện tại mình đang rất là nhiều tướng Ray, tướng cần trang bị luôn, vì mình nhiều càng nhiều trang bị thì càng ngon. Rồi, 1 hòm, 2 hòm, 3 hòm, 4 hòm, 4 trang bị luôn, 4 mảnh trang bị luôn, là kích tùm được thêm một trang bị lớn. Rồi lên 7 luôn, đó. Lên 7 bỏ qua. Thiếu một con ấy, lấy luôn. Thiếu một Demacia. Rồi. 5 Demacia rồi. Từ từ để mình xem tình hình nè. Thôi vô rồi, để game sau. Hôm nay cho hiệu triệu nhân hả? Can trường nữa. Hiệu triệu nhân can trường hả? Bắn, đúng rồi. Win ơi, phá cái dàn trên không đi. Trời ơi, cái gì khổng lồ ánh sáng kìa, nó xuyên kìa.
Glen à? Ồ, đã cho hàng sau sao chống được với Win được. Tính ra chơi mà có Win nó phục cái hàng sau ngon á. Giao kèo hỏa ngục nè. Level 7. Dứt luôn. Chơi level 7 luôn. Ồ, đó, mọi người có bàn tẩy vàng nè. Bàn tẩy vàng đâu? Đúc đê thần thánh nè. Kiếm con phiêu ra cái coi. Phiêu ra. Cây lê. Một con cây lê nữa. Ui. Ngon. Bây giờ mình phải dắt vàng thôi chứ mình giữ ở cấp 7 mà. Kiếm. Ui. Win này. Mấy con win rồi ta? Thiếu à, mấy 5 con à. Cây lê lên 3 có cái việc không ánh sáng ngon đó. Bây giờ nói chung á, là cái hệ Demacia này á, nó cho một trang bị ánh sáng. Đó là một trang bị chung của con tướng luôn nha mọi người. Nó không có random nữa. Kiểu vậy đó. Cho nên là con nào mà cái trang bị chung của nó sẽ tự động nó bích luôn cái trang bị ánh sáng đó luôn. Rồi. Đây. Fiora. Ôi. Bỏ trang bị cho Fiora luôn. Ôi, hai cái vuốt luôn rồi. Căng rồi. Nãy em biết bỏ cái quyền năng vô. Quyền năng vô trước. Thử xem. Kiếm kèo. Ôi. Chưa bỏ được. Cứ từ từ nha mọi người. Không có gì phải vội mà vàng hết. Mình chơi level 7 mà. Trời ơi, phiêu ra. Ulti. Con phiêu ra ulti là nó hồi máu lại nha. Đó. Thấy chưa? Trời ơi, mới có 1 sao mà nó chọc kìa. Lên 2 sao là khác bọt liền nha mọi người. Để xem. Lấy gì đây? Ôi. Sai anh hả? Cũng được, nếu mình cần vàng mà. Lấp, đúng rồi. Iron, bán đi. Rồi, cây lê có đồ luôn. Ưu tiên mấy trứng 3 sao chứ nó có sát thương hơn mà. À. Nút D mình là thần thánh luôn á nha. Rồi. Kiếm lệ. À. Con sen này hình như mình bỏ vô. Bỏ đi, mình thay vô con quân sư đi. Thấy con quân sư vô. À, từ nha, hết rau này tới rồi mình roll nha. Chưa có gì phải vội vàng hết tại vì mình vẫn đang hot hình hot đó. Cây le 3 nè. Con Queen mình 2 sao nè. Đó, con phiêu ra nó làm tốt ghê luôn á. Tí nữa view ra lên 2 sao là coi như là đẹp á. Được đi liều lĩnh với ông rồi. Rồi win 2 con. 2 sao là 6 con, là thiếu 3 con nữa. Đó, win nữa này. View ra. Rồi. Trời ơi. Cái nút D của tôi nó bị gì á mọi người. Không hiểu sao cái nút D cứ bấm cái là ra tướng 3 sao à. Kỳ ghê. Ồ. Trời ơi, ai dìa chơi đại bác luôn. Đặng quá đại bác bây giờ nó có thêm sát thương phép nữa mà nó hơi nhọt á. Ui, con Cassante nó đá luôn, con xe mình đi ra ngoài kìa. Đá luôn, ghê thiệt. Nhưng mà sao mà được. Con cây le của mình cầm luôn cây dao điện nữa mà. Cái gì này? Nãy giờ Azir ra cũng nhiều lắm đó nha. Nếu mà bắt được thì chắc cũng ngon lành cành đào rồi đó. Level 7 thì tỷ lệ 15% ra tướng 4 thôi á, 4 tiền á. Mà nãy giờ mình ra tính ra cũng nhiều á.
Đó. Ái chà, dư một mảnh trang bị rồi. Thêm một trang bị nữa là ngon. Rồi win nè, win nè. Win nè. Rồi. Thật được bàn tay vàng luôn á. Đó, bấm một cái là vàng lên luôn, thấy chưa? Quá ghê gớm nhờ. À, ông hiệu triệu nhân này rồi. Con cam ám chưa lên 3. Ôi. Trời ơi, con win kìa. Nó xả một cái con Melio nó sắp đi luôn. Quá dữ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi bạn ơi, lên bảng điểm số nha. Để coi lên bảng điểm thử mình được top mấy. Rồi. Hai thách đấu thì nó không được 30% tốc độ đánh. Azir nè. Này quên bắt. Ấy chà. Ui. Ron nữa. Ron. Ôi. Thôi thay luôn đi. Bỏ Azir vô mình thay con quân sen đi. Để mình lấy thêm hai quân sư. Đúng không? Miễn luôn cho da vàng. Ấy chà. Kiếm này. Kiếm này. Kiếm. Ôi, đúng rồi, phi ra kiếm. Kiếm mấy con cầm kiếm đi. Con nào cầm kiếm thì ra đi. Trời ơi, con phi ra lên 2 sao mới bay vô, nó sốc kìa. Nó sốc kìa. Trời ơi. Uầy. Nó thiệt luôn á, nhìn nó con phi ra nó đi đường quyền đẹp ghê luôn á. Đó, phi ra Azir đầy đủ. Từ từ nha. Mình ở level 7 mà mình roll nãy giờ tỷ lệ ra tướng 4 tiền, mọi người thấy không? Đỏ lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha. Cái thường level 7 này roll toàn ra tướng 3 tiền là nhiều. Ông này chơi gì Ionia hả? Ionia. Kẹp thêm chinh phạt hả? Xây xa, có xây xa nhưng mà sao mà bạn đỡ được? Coi nè, coi nè. Cái con phiêu ra đúng là tướng chất á mọi người. Mình thấy 2 sao nhưng mà nó làm tốt luôn á. Kẹp thêm mình có cái vuốt tích ánh sáng nữa nha. Ôi rồi luôn. Rồi. Bỏ cho gia quan là ý bài. Đấy. Ủa con... con win hình như nó mất đồ ánh sáng rồi. Đó bảo là ôi ghê thiệt. Ông này cũng ghê nè, lấy thêm cái tốc độ chóng mặt á, đại bác liên thanh có cái cuồng đao tùm lum hết nè. Nhưng mà ổng con mode ổng mới có 1 sao à, không có tác dụng mấy. Ra không, ra không, không ra á. Gia ban Gia Ban lợi hơn, Gia Ban nó có hệ trong hệ này cũng được. Cần cho Gia Ban nó tăng trùng Gia Ban mà lên 3 nữa thôi chứ khỏi nó hết nước chấm luôn. Chết, chết, chết. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy con win chưa, thấy con win chưa. Trời ơi, ông view ra má là đẹp, nó múa điêu liền ghê luôn á. À ơi, hai con Gia Ban, hai con Kai'Sa, hai con Phiêu ra kỳ ta. Chứ nói chung Phiêu ra là mình phải giữ rồi, tại vì mình đang muốn đưa nó lên 3 sao để làm cái bài Phiêu ra 3 sao. Hai con kia thì lên được con nào thì giữ con đó thôi. Mà có thể ưu tiên con Javan hơn, tại vì nó là tăng cơ. Hàng phía sau mình ổn rồi, mình chỉ đang thiếu hàng tăng phía trước rồi. Lúc bi mình không có, dở đi lắm. Quyền trường đẹp luôn. Nói chung cái phiên bản mới này mình cũng chưa biết lắp đồ lắm ha. Mọi người có ý kiến gì cứ để lại dưới comment giúp mình nha. Đó, cái chưa Gia Ban lên nè. Đơ. Ông kia đang muốn chơi mua đơ, mình giữ lại con đi. Game sau tính giờ Ron đâu có được cái gì. Để mình chắc đồ hình cái. Lâu lâu mọi người chơi á, nên chắc thử thêm nhà trên mình á, mấy nhà trên mình á, nó chơi cái gì để mình biết
thứ nhất là mình thấy nó lên, đang lên con nào mình giam nó đi, thì nó khỏi lên ba sao là mình tí nữa mình hết đánh nổi, không nữa thì chơi bài gì để mình biết sắp bài á. Ủa đó thấy chưa, thấy phiêu ra không? Trời ơi, level 7 mà đánh level 9 win thấy chưa, ổng có con beo về thành 2 sao luôn kìa. Hiện tại là mình đang có top rồi và còn 3 nhà, còn một nhà đó là no shirt này rồi với một ông kia. Hai ông kia gặp nhau, mình gặp bóng ông no shirt, ông này cũng nở trứng luôn rồi mà. Khả năng cao là ông no shirt này sẽ win 7 no shirt lần mà, nhưng mà không thể nào chống được mình đâu. Bài mình như thế này là đẹp lắm rồi đó. Bây giờ mà đội hình mình đẹp nữa là chỉ có một con tướng 4 vàng 3 sao thôi. Ví dụ như là con Yavan hay con Fiora nữa. Ôi Fiora kìa. Rồi chấp nhận nha. Mình nuôi, mình đã quyết tâm nuôi Fiora mà. Đó, mình bán hết. Bán để mà mình tìm đi cái lối chơi cho Fiora nha. Rồi, giờ còn nhà ông 7 no shirt này thôi. Hai thách đấu. Con Afiri này nó chuẩn bị muốn lên 3 thôi. Còn con Moder không có. Không có một con Moder à. Chả hiểu được. Đâu làm được gì mình. Ôi. Thấy chưa, bay gặp bay. 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 Savira. Savira làm gì. Thấy chưa. Mọi người có thấy con nào không? Fiora đang cầm luôn cho mình gắn thách đấu. Quá ghê. Giờ mình chỉ còn một con nữa thôi chứ mấy, đúng không? Ui. Đúng là mình đang mong muốn làm một cái game Fiora 3 sao cái game này cho mình luôn. Thôi đánh gì nữa bạn. Thôi good game. Đó. Thì bạn còn 18 máu, chắc game này là game cuối rồi. Rồi thì cũng cảm ơn mọi người cũng đã xem hết clip của mình ha. Mình cũng rất là vui khi mà con Fiora này nó lên được 3 sao. Thì mình cũng đang muốn làm cái bài tướng Fiora 3 sao này nhiều rồi. Nhưng mà tính ra nó cũng chưa có đã lắm. Tại vì tới rau cuối này nó mới lên con Fiora 3. Đúng không? Chứ nó mà lên sớm sớm xíu là nó biểu diễn mọi người xem này ha. Còn rồi, nó múa nè, nó múa nè. Bạn, đúng rồi. Nó múa rất là phê luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hãy ủng hộ mình một đăng ký kênh nha. Rồi có gì thì cứ comment lại cho mình để mình đọc hết nha. Bye bye.